Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Lạc Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 72 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc, Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện thì các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mời sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 72 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, lúc bấy giờ khí tức của Diệp Húc giống như biển xanh sâu thanh thẳm, sâu không lường được. Sau gần một tháng hắn mài giũa bên trong sát khí, bị bảy đạo sát khí tu luyện, tu vi đã xông lên nguyên đan bát phẩm. Linh khí trong cơ thể của hắn đã tiêu hao gần như không còn. Cửu chuyển nguyên công cũng chỉ kém một bước là có thể ngưng tụ thành kim đan bất diệt thân. Vạn kiếp vô lượng tâm kinh của Diệp Húc cũng tu luyện tới trình độ ngang hàng với tu vi dẫn động thuần dương tứ phẩm vũ sĩ thuần dương phá diệt đại kiếp nạn. Chân nguyên của hắn cũng được sát khí tẩy lễ, có chứa thần dương khí đặc thù của vũ sĩ dương thần kỳ. Chân nguyên thúc dục vô pháp, uy lực to lớn hơn trước đây mấy chục lần. Vượt qua bảy đạo sát khí tẩy lễ, không chỉ làm cho tu vi gia tăng, đồng thời làm cho thân thể của hắn trở nên giống như thuần dương chi bảo, mang theo khí tức thuần dương so với trước càng thêm mạnh mẽ. Hơn nữa, nguyên thần của hắn sau khi trải qua sát khí tẩy lễ, tu vi nguyên thần của hắn tương đương với vũ sĩ dương thần kỳ, liên tục trải qua 7 lần sát khí tẩy lễ. Thân thể của hắn so với cường giả tam thần cảnh còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nguyên thần cùng cấp vũ sĩ dương thần kỳ khiếm khuyết duy nhất vẫn là tu vi. Hoàn toàn có thể nói, cho dù hắn không dùng vũ bảo, không cần vũ bảo thêm vào, chỉ cần thân thể và nguyên thần hắn cũng có thể cùng kim ngưu thần lấy cứng trợ cứng, lấy cường phá cường. Hiện giờ Diệp Húc dễ dàng có thể áp chế được kim ngưu thần, nguyên thai bất tử chân thân, thậm chí thoải mái mà mài chết kim ngưu thần. Hạ Trùng Dương nhìn thấy Diệp Húc giống như nhìn thấy quỷ vậy. Bảy đại sát khí cùng chấn áp, không ngờ còn không thể chấn trụ được hắn, bị hắn đánh ra kiều đình chấn thần châu, thoát vây mà ra. Loại thủ đoạn này Hạ Trùng Dương tự hỏi bản thân mình tuyệt đối là không làm được. Đột nhiên hắn tỉnh táo lại, đối diện với Diệp Húc không chút thất kinh, hắn mỉm cười nói: Diệp thiếu bảo, ngươi có thể chạy thoát ra sát khí đại ma bàn của ta chấn áp, thật là không kém. Mộ Bạch, Sơ Dương và Dương Sóc chết trên tay của ngươi thực không oan chút nào cả. Tuy nhiên, ba người bọn họ còn không phải là nhân vật trung tâm của Hạ gia Trung Châu. Ngươi có thể giết bọn chúng là may mắn rồi, nhưng gặp được nhân vật được gia tộc coi trọng như ta, ngươi căn bản không làm gì được ta cả. Hắn không chút sợ hãi, nhẹ giọng mà cười nói: Trung Châu Hạ gia ta, ngươi một đệ tử trung tâm đều có cao thủ hộ thủ hộ, miễn cho gặp phải cường địch sẽ bị hủy trong tay đối phương. Hạ gia Trung Châu ta chính là huyết mạch vua hoàng, huyết mạch cao quý. Mạng của ta quý trọng ra sao, không phải là loại vũ sĩ bình dân như ngươi có thể tưởng tượng ra được. Sao? Có trưởng giả của Hạ gia Trung Châu thủ hộ ngươi, đây là quân bài chưa lật của ngươi hay sao? Diệp Húc mỉm cười hỏi. Không sai. Hạ Trùng Dương từ trên cao nhìn xuống Diệp Húc, hạ giọng nói: Diệp thiếu bảo, tư chất và thực lực của ngươi không kém, hơn nữa lại tu luyện tuyệt học Hạ gia, khiến ta mới không khỏi đồng ý quý tài. Hắn dùng loại giọng điệu bố thí mà nói: Chỉ cần ngươi nguyện ý làm người hầu cho ta, sửa thành họ Hạ, ta có thể thuyết phục trưởng lão Hạ gia cho ngươi gia nhập Hạ gia ta. Không biết bao nhiêu người muốn trở thành người hầu của ta, trở thành người của Hạ gia, ta đều không có đáp ứng. Hiện tại ta cho ngươi cơ hội này. Hắn hai tay chắp sau lưng, trên mặt mỉm cười, im lặng chờ đợi Diệp Húc trả lời. Trung Châu Hạ gia vô thượng vua hoàng thế gia, từng xuất hiện vua hoàng Khải Hoàng, hai đại vua hoàng, thành lập Đại Hạ hoàng triều, thống trị toàn bộ vua hoàng không biết bao nhiêu năm tháng. Lãnh thổ quốc gia này rộng lớn vô cùng, cho dù là tam cung lục phái ma đạo cũng không dám nói có thể bao trùm ở phía trên cái thế gia này. Trung Châu Hạ gia đệ tử có được huyết mạch vua hoàng đích xác là vô cùng cao quý. Nếu có thể tiến vào Trung Châu Hạ gia, trở thành một gia nhân của Hạ gia, địa vị không kém những đệ tử môn phái khác chút nào.
Chết đi! Diệp Phúc trả lời hắn. Hắn làm một bàn tay to lớn màu đỏ rực, một chưởng bao phủ lấy Hạ Trùng Dương. Thân hình của hắn vừa động, đó là tuần dương khí vô biên vô hạn trào ra. Người không biết còn tưởng rằng hắn là cường giả dương thần kỳ. Một chưởng của hắn chụp xuống bất ngờ, giống như trời sụp xuống vậy. Đây là thực lực của Diệp Phúc, mạnh mẽ, không phải người, mạnh mẽ tới mức thái quá. Thực lực của hắn đã vượt quá xa với thực lực nên có của nguyên đan kỳ vô sĩ. Hắn hoàn toàn có thể sánh vai với cường giả tam dương cảnh dương thần kỳ, thậm chí còn vượt qua ở thân thể, viễn siêu hơn vô sĩ dương thần kỳ bình thường. Diệp Phúc hiện giờ hoàn toàn có thể nói là một nửa vô sĩ dương thần kỳ. Khiếm khuyết của hắn chỉ là tu vi không có thâm hậu như cường giả tam dương cảnh dương thần kỳ mà thôi. Một trường này của Diệp Phúc vừa ra như kiểu đỉnh phong ấn, như vạn yêu tề lâm, che trời phủ đất mà tới, khắp nơi đều là thần dương khí. Một kích này của hắn, uy lực gần với thần dương vô bảo, đã vượt qua 7 lần sát khí tề lễ. Diệp thiếu báo, ngươi cho là ngươi có thể hơn ta sao? Nhất thần phân hóa kiểu đỉnh kiểu nguyên. Hạ Trùng Dương quát khẽ một tiếng, tế khởi chín đại ảo thai của mình, dung nhập vào bên trong kiều đỉnh. Hắn đối mặt với bàn tay to của Diệp Phúc, không khỏi xuất toàn lực mà đối kháng. Chín khẩu đại đỉnh của hắn rõ ràng cũng vượt qua 7 lần sát khí tẩy lễ rửa tội, là thuần dương bảo vật. Hắn gặp may mắn, trong quá trình sưu tầm sát khí đã đem kiều đỉnh rèn luyện trong sát khí, cực khổ mới luyện ra được chín khẩu đại đỉnh thuần dương. Tạp thân là đệ tử trung tâm của Hạ gia, tu luyện kiều đỉnh kiều nguyên, kiều đại nguyên thần, kiều đại ảo thai. Tu vi của ta hơn xa ngươi, thâm hậu cũng hơn xa ngươi. Cho dù không mượn lực lượng của người khác, ta cũng có thể giết chết ngươi được. Kiều đỉnh chấn thần châu. Kiều đỉnh của hắn dung hợp hóa thành một đại đỉnh, tràn ngập dao động tối nghĩa, đón nhận bàn tay của Diệp Phúc. Tu vi của hắn đích xác cao minh hơn Diệp Phúc rất nhiều. Kiều đỉnh chấn thần châu vừa ra liền xóa nhòa bàn tay to bằng chân nguyên của Diệp Phúc. Sau chân nguyên đại thủ ấn, đó chính là thủ trưởng chân chính của Diệp Phúc. Chất chứa uy lực có thể hơn chân nguyên đại thủ ấn vừa rồi mấy chục lần. Thân xác máu thịt của hắn đã được củng cố tới trình độ, thậm chí siêu việt hơn cả thuần dương chi bảo, có thể dẹp ngang nguyên thần chi bảo. Hơn nữa, nó ẩn chứa tinh thần lực lượng, thuần túy lực lượng. Kiều đỉnh chấn thần châu và bàn tay huyết nhục của Diệp Phúc gặp nhau, vũ pháp tuyệt đỉnh và lực lượng thuần túy va chạm, lập tức tuôn ra dao động càng thêm kịch liệt. Dầm 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 dầm. Lúc bấy giờ Phượng Yên Nhu bày ra cấm chế mạnh nhất ở giữa dư âm giao thủ của hai người, từng cái một văng ra tung tóe hóa thành tro bụi. Trong nháy mắt đã có mười mấy cấm chế bị hủy. Dầm một tiếng, đại đỉnh của Hạ Trùng Dương bị tản ra chia làm chín cái, cũng bị một chưởng của Diệp Phúc cứng rắn đánh cho sơ xác. Diệp Phúc tiến lên trước một bước, bàn tay lớn lại hạ xuống. Lần này hắn căn bản không dùng chân nguyên mà lấy thân xác máu thịt va chạm với kiều đỉnh chấn thần châu của Hạ Trùng Dương. Hắn tính toán lấy thân xác huyết nhục của mình để hạ cao thủ Hạ gia này, đánh cho vô pháp vô bảo mà hắn kiêu ngạo cứng rắn phá hủy, đánh nát kiêu ngạo tôn quý của hắn, giẫm nát vinh quang của hắn ở dưới chân mình. Hạ Trùng Dương vội vàng thi triển kiều đỉnh chấn thần châu, kiều đỉnh còn chưa kịp hợp nhất đã bị một chưởng của Diệp Phúc phá vỡ. Răng rắc một tiếng, một khẩu đại đỉnh của hắn bị đánh trúng, lập tức vỡ ra vô số đạo vết rách, vách đỉnh bị lõm hình bàn tay thật lớn. Hạ Trùng Dương kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng mang theo máu. Ảo thai hắn cất chứa bên trong đỉnh bị một chưởng của Diệp Phúc đập vỡ, hóa thành chân nguyên. Hạ Trùng Dương kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng mang theo máu. Ảo thai hắn cất chứa bên trong đỉnh bị một chưởng của Diệp Phúc đập vỡ, hóa thành chân nguyên mênh mông. Có thể thấy được một trường lực này của Diệp Phúc dũng mãnh như thế nào. Những ảo thai kỳ vô sĩ khác tuyệt đối sẽ bị một chụp này của hắn chụp chết. Hạ Trùng Dương kinh hãi muốn chết. Diệp Phúc thân thể thuần dương giống như bị nguyên thần kỳ cường giả tế luyện thành vũ bảo hình người vậy, thần lực vô cùng. Hắn giống như một đầu thiên long tu luyện tới tam thần cảnh, không thể ngăn cản. Một quyền của Diệp Phúc quanh ra biến một đỉnh khác của Hạ Trùng Dương thành động lớn. Quyền cước của Diệp Phúc triển khai giống như một chiến thần, mấy quyền mấy đá làm cho kiều đỉnh của Hạ Trùng Dương, chín kiện thuần dương chi bảo bị đánh vỡ hết thảy. Hạ Trùng Dương, Hạ huynh, trưởng lão thủ hộ của ngươi mà không ra, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi đấy. Thiên địa đại ma ban. Bàn tay của Diệp Phúc nâng lên, chỉ thấy trong lòng bàn tay từng đạo chân nguyên lưu động, vô số yêu thú từ trong bàn tay hắn hóa thành một đại ma bàn. Lực lượng mãnh liệt phát ra, truyền ra tiếng nổ ầm ầm, một chưởng chụp thẳng xuống Hạ Trùng Dương. Đây là ta ở trong sát khí đại ma bàn lĩnh ngộ ra vũ pháp mới, thiên địa đại ma bàn. Ngươi từng nói qua phải mài ta thành thịt phấn,
Hiện giờ ta dùng chiêu thức mới lĩnh ngộ ra. Một trưởng, mày ngươi thành bột mịn. Một trưởng thiên địa đại ma bàn này của hắn gần như có 7-8 phần u lực và sát khí đại ma bàn. Trưởng lực đánh xuống còn chưa chạm vào người của Hạ Trùng Dương đã làm cho hắn máu tươi đầm đìa rồi. Nếu trường lực này mà dừng ở trên người Hạ Trùng Dương, chỉ cần trong nháy mắt đã đủ làm cho hắn bị xé thành thịt vụn, bị mài thành bột mịn. Ngũ thúc, ngươi còn không cứu ta sao? Hạ Trùng Dương trên mặt mang theo vẻ sợ hãi, vội vàng thao túng chín cái đỉnh rách nát của mình ngăn cản bàn tay to của Diệp Phúc. Chỉ thấy chín đỉnh xoẹt một tiếng lao vào trong lòng bàn tay của Diệp Phúc, vang vọng bên trong đại ma bàn không ngừng, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Mặc cho hắn thúc giục như thế nào cũng không có bất luận phản ứng gì cả. Kiều đỉnh của hắn bị Diệp Húc cứng rắn lấy thiên địa đại ma bàn hủy đi thần thức bên trong kiều đỉnh, biến kiều đỉnh này thành vật vô chủ. Ngũ thúc, nếu ngươi không cứu ta, ta phải chết rồi, ta phải chết rồi. Hạ Trùng Dương bộ mặt dữ tợn điên cuồng mà kêu to. Khoan đã, Hạ huynh, hiện giờ cho dù là ngũ thúc của ngươi ra tay cũng không thể nào cứu được mạng nhỏ của ngươi nữa rồi. Bàn tay to của Diệp Phúc hạ xuống, trưởng lực như một cái ma bàn thật lớn bao phủ lấy Trùng Dương. Người trẻ tuổi thật không biết trời cao đất rộng. Đột nhiên có một thanh âm giả nua từ trong mi tâm của Trùng Dương vang lên, một cỗ áp lực khổng lồ truyền tới. Thiên địa đại ma bàn của Diệp Phúc không ngờ bị cỗ áp lực này cứng rắn áp chế lại, không thể nào rơi xuống trên người Hạ Trùng Dương được. Diệp Phúc trong lòng nghiêm nghị, vừa vàng nhìn lại chỉ thấy mi tâm Hạ Trùng Dương đột nhiên mở ra hai bên, lộ ra không gian tử phủ. Tử phủ của hắn rộng lớn ngàn dặm, cực kỳ rộng lớn, có một trích yêu thú thật to lớn tung hoành bên trong tử phủ. Đây là một con quái vật đầu côn minh, hình thể như cá, lại lớn không thể tin nổi, dài rộng đều hơn 10 dặm, chậm rãi chuyển động bên trong tử phủ. Đây là thượng cổ dị chủng yêu thú, trong truyền thuyết yêu thú côn minh có thể hóa thành côn bằng, dương cánh ra là có thể dài mấy trăm dặm. Bên trong tất cả các loại thượng cổ dị chủng yêu thú thì nó có thể xếp hạng ở phía trước. Côn minh thực lực vô cùng mạnh mẽ, trong cơ thể có được không gian vô cùng vô tận, có thể chứa đựng được biển rộng, vô số dãy núi. Trong truyền thuyết, thượng cổ côn minh một ngụm có thể nuốt cả một đại lục. Tuy nhiên, đầu côn minh này hẳn là một trong những nguyên thần của ngũ thúc trong miệng của Hạ Trùng Dương. Vị Hạ gia cường giả này thủ hộ Hạ Trùng Dương, đem một đạo nguyên thần ký thác bên trong tử phủ Hạ Trùng Dương. Hạ Trùng Dương mà gặp phải nguy hiểm gì, nguyên thần sẽ hiện lên diệt sát đối phương. Côn minh rung đùi đắc ý, tính toán từ trong tử phủ của Hạ Trùng Dương lao ra, cái miệng rộng lớn hơn 10 dặm của nó mở ra, tiếng nói ầm ầm vang vọng. Tiểu tử, ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của chất nhi ta sao? Ta xem là ngày giỗ của ngươi mới phải. Đầu côn minh này thể tích vô cùng to lớn, không gì so sánh được. Theo tử phủ của Hạ Trùng Dương chậm rãi bay ra, cái đầu vừa mới ra đã chiếm đầy phương viên 10 dặm trong không gian. Hắn trên người tản ra khí tức áp bách khiến cho Diệp Húc không cách nào thở nổi. Cao thủ thế hệ trước tam thần cảnh ở Trung Châu Hạ gia tu luyện một nguyên thần phân hóa thành kiều đỉnh, luyện thành kiều đại nguyên thần. Trong đó mỗi đạo nguyên thần có thể mạnh hơn người tu luyện bình thường. Diệp thiếu báo, đây là chênh lệch giữa ngươi và ta. Hạ Trùng Dương cười đều nói, ta không mạnh hơn ngươi thì cũng như thế nào chứ? Ngươi còn không phải đều chết ở dưới chân ta hay sao? Đúng vậy, ta sẽ một hơi ăn tươi ngươi, đem ngươi, tất cả tu vi, tất cả vũ bảo của ngươi hóa thành chất dinh dưỡng của ta. Cặp mắt to lớn của côn minh nhìn chằm chằm vào Diệp Phúc, trong miệng truyền đến thanh âm mầm mầm. Ồ, một cái nguyên thần mà cũng muốn giết ta sao? Ngươi tự mình đến thì cũng như vậy thôi. Nguyên thần của ta luyện hóa vô số linh mạch còn hơn ngươi kìa. Diệp Phúc trong mắt lóe ra vô cùng hưng phấn, hào quang, kích động trong lòng khó kiềm chế được, cười ha ha nói. Đầu côn minh này tiếp tục hướng ra phía ngoài bay đi, chế nhạo mà nói, bằng vào ngươi cũng muốn luyện hóa ta sao? Đây chỉ là một chuyện cổ tích thôi, một chuyện cổ tích trước này chưa từng có. Hãy bớt sằng ngôn đi, ta bây giờ muốn chém người kìa. Diệp Húc trong tay xuất hiện thêm một đạo kiếm khí, cửu đại nguyên đan tất cả đều dung nhập ở bên trong kim tinh kiếm khí. Chỉ thấy cái kim tinh kiếm khí này bay vút lên dài hơn 10 dặm, ánh sáng như trụ, sáng chói, che lấp đi ánh mặt trời, hung hăng hướng đầu côn minh khổng lồ to lớn kia mà chém tới. Là kim tinh khí. Đầu côn minh này kêu lên một tiếng, vội vàng tính toán quay về dưới tử phủ của Hạ Trùng Dương. Tuy nhiên,
thân thể của hắn quá lớn, hành động lại cực kỳ không dễ dàng. Trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không thể quay trở lại. Xẹt một tiếng, kim tinh kim khí đánh tới, chỉ thấy cái đầu của Quân Minh còn đang suy nghĩ liền vỡ ra, trên cổ mà rơi xuống. Từ chỗ gãy trên cổ của Quân Minh đột nhiên lại mọc ra một cái đầu mới, rồi hướng tử phủ của Hạ Trùng Dương ở giữa mà bay đi. Nó dần dữ hét lên: "Người không ngờ lại có một đạo kim tinh kiếm khí chuyên chém nguyên thần. Người làm ta bị thương rồi. Tốt, thật sự rất tốt à. Ta sẽ đem người chậm rãi tra tấn cho người không thể chết được, chịu đủ mọi tra tấn mới thôi." Cái đầu còn gãy của Quân Minh đột nhiên hóa thành một hình dáng Quân Minh nhỏ hơn, rung đùi đắc ý, cùng hướng Hạ Trùng Dương bên trong tử phủ mà chạy tới. Đầu Quân Minh này, thân thể tuy rằng đã nhỏ lại, thế nhưng vẫn duy trì khoảng 10 dặm. Chính là một bộ phận nguyên thần ngũ thúc của Hạ Trùng Dương, gần bằng với đại Quân Minh lúc trước. Đại vu nguyên thần mặc dù bị chặt đứt cũng có thể tái sinh, hóa thành một thân thể độc lập, dung nhập đến bên trong bản thể. Như trước là đầy đủ nguyên thần. "Ngươi còn muốn chạy sao, Kiều Đỉnh Chấn Thần Châu?" Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, lấy ra Kiều Đỉnh, hướng đến đầu Quân Minh nhỏ kia đè xuống. Răng rắc, răng rắc. Hai Kiều Đỉnh va chạm vào nhau, hợp thành một, biến thành một cái đại đỉnh, đem Quân Minh nhỏ nhốt ở giữa. Đại đỉnh càng ngày càng nhỏ, bỗng nhiên tiến vào trong mi tâm tử phủ của Diệp Húc. "Kiều đan đều xuất hiện, chấn." Diệp Húc há miệng phun ra 9 miếng nguyên đan đều bay vào bên trong tử phủ, dừng lại ở phía trên khẩu đại đỉnh, tản sắp ra một cỗ rung động vô cùng mãnh liệt, đem đại đỉnh chấn giữ. Đầu Quân Minh nhỏ ở trong đỉnh điên cuồng mà va chạm, bỗng một kích liền gần như đem đại đỉnh đánh vỡ. Lấy Kiều Đỉnh Chấn Thần Châu của Diệp Húc và Kiều Đại Nguyên Đan của Diệp Húc, thật không ngờ lại không thể chấn hắn được. "Kiều Đại Nguyên Thần, phong!" Bên trong không gian tử phủ, cây ngọc thụ giống như bay múa, dừng lại ở phía trên đại đỉnh. Vô số cái xúc tu vũ động đem khẩu đại đỉnh mà bao lại, tùy ý cho tiểu Quân Minh kia va chạm như thế nào đều không thể phá vỡ phong ấn được. Còn cái đầu Quân Minh thật lớn kia thì lại đang cố gắng hướng tử phủ của Hạ Trùng Dương mà chui vào. Nó giận dữ hét lên: "Dám phong ấn một bộ phận nguyên thần của ta, hơn nữa chỉ dùng Kiều Đỉnh phong ấn nguyên thần của ta. Tiểu tử, bất kể ngươi trốn ra làm sao, chạy trốn tới chân trời góc biển như thế nào, ta cũng muốn đem ngươi mà chu diệt." "Sao? Muốn giết ta sao? Ta trước hết là giết người, nói sao vậy?" Diệp Phúc cầm trong tay kim tinh kiếm khí, lấy kiếm làm trụ, cười một tiếng dài, hướng Hạ Trùng Dương mà đâm tới. Đạo kiếm khí này tăng lên 10 dặm, bị hắn phát huy đến mức tận cùng, thẳng tắp đâm vào tử phủ của Hạ Trùng Dương, đưa ý thức của hắn mở ra. Hạ Trùng Dương không nghĩ tới, ở trong tay Diệp Phúc không ngờ lại có trọng bảo chém giết nguyên thần, bị hắn một kiếm đánh chết, bị mất mạng ngay tại đương trường. Đầu Quân Minh này cũng gần như bị hắn một kiếm cắt thành hai phần, xôn xao một tiếng bay lên, cuồn cuộn nổi lên phía trên mặt biển, hướng xa xa mõ tắp bay đi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hắn đánh vào cấm chế do Phượng Yên Nhu bày ra ở phía trên, hàng trăm cấm chế lập tức bùng nổ, che lấp thiên địa, ùn ùn kéo đến như muốn xé nát hắn. Phượng Yên Nhu bởi vì thực lực hạn chế, bày ra cấm chế uy lực cũng không phải là tuyệt cường, nhưng nhiều cấm chế như thế cũng đủ để cản trở hắn trong phút chốc. Chỉ một cái phút chốc thời gian, Diệp Phúc tiếp tục một kiếm đem Quân Minh cái đuôi mà cắt xuống. Quân Minh cầm lên giận dữ, cắm đầu xuống, đem không gian bị đâm cho phá nát. Chỉ thấy phía trước không gian đột nhiên vỡ ra một cái động thật lớn. Đầu Quân Minh này chui vào trong cửa hắc động, biến mất không thấy đâu nữa. Cái đuôi của hắn bỗng biến thành một cái đầu Quân Minh nhỏ, ý đồ cũng hướng trong động bay đi. Diệp Húc vận kiếm thành phong trào, trong chớp mắt đem đầu tiểu Quân Minh này lại cắt thành hơn 10 đoạn, rồi lại chỉ thấy hơn 10 đầu Quân Minh thật nhỏ ở chung quanh bay loạn. Diệp Húc lấy tay cầm tới, đem vật nhỏ này hết thảy đồng loạt giam lại. Chân nguyên của hắn biến thành một ngụm khẩu đại đỉnh, đem những tiểu Quân Minh tất cả phong ấn chấn áp. "Người lại làm ta bị thương, tiểu tử, người chết chắc rồi. Trên trời dưới đất không ai có thể cứu được người đâu." Bên trong cửa động còn phát ra thanh âm giống giận của Quân Minh kia. Cửa động cũng không có khép kín, ngược lại lại càng lúc càng lớn. Ở một chỗ khác của cửa động xuất hiện một bức tranh cuộn tròn. Chỉ thấy cửa động ở một chỗ khác là một khối đại lục bay bổng ở trên không trung, sân thủy hữu tình, cây cối như thơ như họa. Ở phía trên đại lục nổi lơ lửng kiểu tòa đại đỉnh, một ngụm khẩu đại đỉnh lao ra từng đạo tinh khí thô to, dài trăm dặm, oanh vào hư không. Mỗi một khẩu đại đỉnh bên trong đều có chứa một khối đại lục, ở giữa đỉnh lên xuống chìm nổi. 9 khẩu đại đỉnh cùng sở hữu 9 khối đại lục,
Trên đại lục giống như có thành trấn, có các vu sĩ trong đó sinh sống. Không cách nào tưởng tượng được sự cường đại của vu sĩ, hơi thở khủng bố như vực sâu. Trung Châu Hạ Gia. Diệp Phúc giật mình mà nhìn cảnh tượng này, trong miệng thốt ra vài chữ, hắn lẩm bẩm nói. Thế giới trong động khẩu này chính là Trung Châu Hạ Gia, chính là Đại Hạ Hoàng Triều đã xuống dốc. Thế nhưng như cũ là một quái vật vô cùng khủng bố, đứng trước tam sát trong 72 thế gia tồn tại từ xưa tới nay. Hiện nay Trung Châu Hạ Gia là một gia tộc khổng lồ, chiếm giữ Cửu Châu, luyện chế thành đỉnh. Hạ Gia ở giữa khẩu đại đỉnh sinh sôi nảy nở. Chín khẩu đại đỉnh, mặc dù trước đó đã có 3 khẩu bị người đánh cắp, nhưng cao thủ tuyệt đỉnh ở trong tộc lại lần nữa luyện chế ra, tập hợp đủ 9 đỉnh chi số, chấn áp số mệnh. Chín khẩu đại đỉnh tựa như một bức họa rộng lớn cuộn tròn vô cùng mạnh mẽ, giống như một sử thi từ xưa, làm cho người ta cảm thấy vô cùng rung động. Trung Châu Hạ Gia, đây là Trung Châu Hạ Gia, vũ hoàng thế gia từ xưa thế này. Diệp Húc kinh hồng thoáng nhìn liền cảm giác được tình hình bên trong của Hạ Gia ra sao và khủng bố khổng lồ ra sao. Mặc dù là hắn ở Hoàng Tuyến Ma Tông, so với Hạ Gia chỉ sợ cũng muốn kém hơn không ít. Khó trách mỗi một nhân vật trẻ tuổi đi ra từ Hạ Gia đều là những thế hệ tuổi trẻ khí ngạo. Sinh ra tại đây, ở tại cái dạng gia tộc khổng lồ này, Diệp Húc tự hỏi, mặc dù là chính mình đi chăng nữa, chỉ sợ cũng trở thành hoành hành ương ngạnh, không đem bất cứ kẻ nào đặt ở trong mắt. Phượng Yên Nhu còn không có rời khỏi, cũng chu cái miệng nhỏ nhắn, giật mình nhìn cảnh tượng này. Mặc dù nàng là Thiên Yêu Cung, tiểu công chúa, con gái của yêu chủ, thế nhưng nhìn thấy rất nhiều tình cảnh, cũng không chịu được cảnh tượng ở trước mắt làm cho khiếp sợ như thế này. Đột nhiên, một cỗ hơi thở cực kỳ khủng bố theo một chỗ khác của cửa động truyền tới. Diệp Phúc trong lòng cả kinh, vội vàng vung tay áo ra một quyển, đem tất cả tài liệu rơi ra từ ngọc lâu phân giải của Hạ Trùng Dương khi chết mà kéo lấy, rồi lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phượng Yên Nhu, che đậy lại thiên cơ, liền hướng phương xa bay đi. Hơi thở của vị này so với ngũ thúc của Hạ Trùng Dương kia còn muốn khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần. Tu luyện kiểu đại nguyên thần, chỉ sợ một kích của hắn tức giận liền có thể đem ta đánh cho thi cốt cũng không còn kìa. Một cỗ hơi thở như vực sâu của địa ngục theo phía bên trong động chuyển đến. Vị Hạ Gia cường giả này xé rách không gian, vút qua ngàn vạn khoảng cách, ôm nỗi hận mà đến, tính toán đem Diệp Húc giết chết, thỏa mãn lửa giận ở trong lòng. Oanh một tiếng, cửa động đột nhiên bị dầm giữa phá nát. Một người đàn ông trung niên tướng mạo uy nghiêm bước ra trong động, tức giận cuồn cuộn ngút trời. Phía sau nổi lơ lửng chín khẩu nguyên thần: Côn Minh, Đại Bằng, Khổng Tước, Lợn Rừng, Hỏa Tiêu, Rơi, Kim Dao, Vàng Lang, quái vật gây hạn hán. Mỗi một cái nguyên thần của hắn thể tích đều vô cùng khổng lồ, tản mắt ra hơi thở như vực sâu của địa ngục, sâu không lường được. Tuy nhiên bên trong cửu đạo nguyên thần, nguyên bản hẳn là lớn và mạnh nhất chính là nguyên thần Côn Minh, nhưng bây giờ lại thành nhỏ nhất, cũng là do bị Diệp Húc hai kiếm chém rơi của hắn ba thành tu vi tinh khí. Nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không như vậy mà tức giận, tự mình xuất quan khống chế cửu đạo nguyên thần hung hăng mà đến. Hơn nữa Diệp Húc không chỉ có chém rơi của hắn nguyên thần Côn Minh ba thành tu vi, còn nghĩ đến Hạ Trùng Dương bị một kiếm đánh chết. Điều này đối với Trung Châu Hạ Gia và với hắn mà nói đều là một sự nhục nhã vô cùng. Chạy thoát rồi sao? Muốn chạy trốn đến Hoàng Tuyển Ma Tông ư? Hạ Tùng Giang giận cười một tiếng. Quái vật gây hạn hán nguyên thần quanh thân trào ra vô biên vô hạn đại hỏa, gần như đem khu vực biển rộng này đốt khô. Người mang theo nguyên thần của ta, căn bản thì đừng mơ tưởng chạy thoát sự đuổi giết của ta được. Bởi vì mảnh vỡ của nguyên thần tản mắt ra hơi thở, cho nên hắn có thể dò theo hướng của Diệp Húc và Phượng Yên Nhu bay đi. Hắn giận dữ mà cười nói: Người chọc giận ta, thế giới này liền không còn chỗ để cho người an thân. Bất kể người trốn hướng làm sao, trốn như thế nào, đều sẽ chết ở trong tay của ta mà thôi. Lúc bấy giờ Diệp Húc ở bên trong con thuyền quay đầu lại nhìn, chỉ thấy chín cỗ hơi thở cực điểm kinh khủng phóng lên cao theo sát phía sau hắn. Bất kể mình trốn đi hướng nào, chín cỗ hơi thở này thủy chung cũng đuổi theo không bỏ. Thậm chí Hạ Tùng Giang, chín cỗ nguyên thần còn phân hướng truy theo tập kích, chặn tất cả con đường tiến lên, tiến đến Hoàng Tuyển Ma Tông, ngăn cản hắn trở lại Ma Tông. Thật là hẹp hòi mà. Mới chém rơi của ngươi ba thành tu vi của cửu đại nguyên thần mà cứ như vậy truy đuổi không tha sao? Diệp Húc lấy ra mảnh vỡ Côn Minh nguyên thần bị phong ấn, chỉ thấy ở giữa khẩu chân nguyên đại đỉnh, một đầu Côn Minh dài mấy chục thước đang mọi nơi mà va chạm điên cuồng,
gần như đưa phong ấn của hắn động tán. Tuy nhiên, vu pháp của Diệp Húc đều không phải là kế thừa từ Hạ gia Cửu Đỉnh Vu Hoàng Quyết đầy đủ, mà là chỉ dựa theo cơ sở của Vu Hoàng Quyết của kẻ Hạ gia tập hợp ngàn vạn loại vu pháp sáng tạo ra Cửu Đỉnh Vạn Pháp Yêu Quyết. Cửu Đỉnh Vu Hoàng Quyết chỉ tốt ở bề ngoài, thế nhưng nguyên lực lại càng thêm mạnh mẽ. Bởi vậy, cho dù Hạ Tùng Giang tùy tiện như thế nào cũng không cách nào phá vỡ khẩu chân nguyên này của hắn. Người đắc tội với ta, đến chết không có chỗ chôn. Côn Minh này hai mắt tập trung nhìn thẳng vào Diệp Húc, ác độc nguyên rồi nói: "Đừng nóng giận, đừng nóng giận." Diệp Húc khẽ mỉm cười, hiện ra hàm răng trắng như tuyết, thấp giọng nói: "Ta hiện tại lại liền ăn luôn ngươi." Nó dịch tiên chán quá mọi người ạ. Mình vừa đọc vừa dịch hơi chậm. Rồi chúng ta tiếp tục. Nguyên thần của đại vô tam thần cảnh là hấp thu tất cả tu vi của bản thân vu sĩ đó ngưng tụ mà thành, có thể nói là linh lực thuần túy, linh đan diệu dược vô thượng. Nếu là có thể cắn nuốt nguyên thần của người khác, gần như cướp đoạt được tu vi của người khác, làm cho tu vi của đối phương chuyển thành của bản thân mình. Cách làm này có thể nói là nghịch thiên. Diệp Húc đang định đem mảnh vỡ nguyên thần Côn Minh này nuốt vào trong bụng luyện hóa thì Phượng Yên Nhu vội vàng ngăn cả nói: "Sư huynh, người nuốt vào như vậy tu vi khẳng định không có gia tăng, ngược lại có khả năng chết kìa. Linh đan cũng biến thành độc đan." Diệp Húc vội vàng dừng lại nghi hoặc và nói: "Sao lại vậy?" Phượng Yên Nhu kiên nhẫn giải thích nói: "Nguyên thần của đại vô tam thần cảnh là chân nguyên của bản thân, sức tầm bổ rất lớn, hình thành thực chất. Bởi vậy nguyên thần thường thường có chứa tính chất của chân nguyên. Nếu tu luyện tâm pháp bất đồng, tùy tiện mà nuốt vào khẳng định sẽ sinh ra chân nguyên xung đột, mất nhiều hơn được kìa. Hơn nữa đại vô nguyên thần ẩn chứa thần thức của chủ nhân nguyên thần, tùy tiện nuốt vào chỉ sợ dễ dàng sẽ gặp phải đối phương thừa dịp tấn công, thậm chí có khả năng bị đối phương chiếm cứ thân thể, gạt bỏ nguyên thần, trở thành một thân ngoại hóa thân của đối phương kìa." Phương pháp xử lý nguyên thần của người khác bình thường thì có 3 loại. Thứ nhất chính là trùng hợp hai người cùng tu luyện một loại tâm pháp, như vậy trở thành linh đan diệu dược rồi, nuốt vào tu vi liền gia tăng. Thứ hai chính là luyện thành nguyên thần thứ hai. Thứ ba chính là đem thần thức bên trong nguyên thần gạt bỏ, tất cả tinh khí đánh vào bên trong vu bảo, nâng cao uy năng của vu bảo, hoặc là dùng nguyên thần tinh khí luyện đan. Sau khi dùng cũng có 2 phần công hiệu. Diệp Húc cân nhắc một lát, trong lòng có chút không tha. Dù sao đây cũng là mảnh vỡ nguyên thần của cường giả tam thần cảnh, năng lượng khủng bố vô cùng. Nếu có thể hấp thu tu vi trong đó một chút cũng đủ để cho tu vi của hắn tăng lên nhanh vô cùng, còn hơn không biết bao nhiêu là linh mạch. Nếu là có thể đem mảnh vỡ nguyên thần Côn Minh hấp thu hoàn toàn, tu vi của hắn chỉ sợ sẽ tiêu thăng về phía trước, thậm chí nói không chừng ngưng tụ ra nguyên thai, dưỡng dục nguyên thần, giao phong với Ngụy Hiên tăng không ít phần thắng. Ngoại trừ luyện đan, không có phương pháp hấp thu nguyên thần khác hay sao? Diệp Húc có chút không cam lòng hỏi. Không có, trừ phi là cùng một loại tâm pháp chân nguyên cùng một chỗ dung hợp. Phượng Yên Nhu lắc đầu khẳng định nói. Đột nhiên nàng nghĩ tới một chuyện nào. Đại phái trong yêu tộc ta, Nguyên Thủy Yêu Tông, nghe nói bọn họ có công pháp chân giáo tên là Nguyên Thủy Vạn Hóa Quy Nguyên Kinh, trong đó ghi lại tâm pháp tên là Vạn Hóa Quy Nguyên Đại Pháp, có thể hấp thu tu vi của người khác hóa thành tu vi bản thân mình. Đại khái là cũng có thể chuyển hóa được 4 thành tu vi của đối phương. Tuy nhiên Vạn Hóa Quy Nguyên Đại Pháp là công pháp chân giáo của Nguyên Thủy Yêu Tông, chỉ sao bọn họ không chịu ngoại truyền đâu. Ồ, Nguyên Thủy Vạn Hóa Quy Nguyên Kinh và Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển hẳn là đừng cùng được Di La Thiên Yêu Đế sáng chế ra rồi. Diệp Húc đúng là càng thêm tò mò vị Di La Thiên Yêu Đế này. Di La Thiên Yêu Đế học cứu thiên nhân, tâm pháp của hắn bao gồm chính, yêu, ma, 3 đại phái. Tuyệt minh người này đồng thời tinh thông tâm pháp 3 đạo chính yêu ma. Hắn sở dĩ khai sáng môn phái, thậm chí chia làm 3. 3 môn phái này đều trở thành thánh địa 3 đạo chính yêu ma vô thượng đại phái. Nếu không có cách nào hấp thu tu vi trong nguyên thần, như vậy mảnh vỡ nguyên thần Côn Minh chỉ có thể sử dụng một là luyện thành nguyên thần thứ hai, hai là nhốt vào trong vũ bảo hoặc luyện chế thành linh đan. Nguyên thần thứ hai đối với Diệp Húc mà nói chỉ là thứ yếu. Hắn sở dĩ tu luyện nhất thần phân hóa kiều đỉnh kiều nguyên, nguyên thần chia làm 9, không cần tu ra nguyên thần thứ hai. Hơn nữa cấm pháp đô thiên thập nhị thần sát, thậm chí có thể tu thành 12 nguyên thần, 12 đạo thân hoại hóa thân, tạo thành đô thiên thập nhị thần sát đại trận. Bởi vậy luyện thành nguyên thần thứ hai không cần phải làm. Đem mảnh vỡ nguyên thần này nhốt vào trong vu bảo,
gia tăng uy năng của vô bảo cũng có chút đáng tiếc, cho nên luyện đan thì còn có thể. Tuy nhiên, đem mảnh vỡ nguyên thần này luyện thành đan chỉ có 2 phần dược liệu, thật sự là đáng tiếc, quá lãng phí. Còn không bằng dùng cấm pháp chấn giáo của Nguyên Thủy Yêu Tông, Nguyên Thủy Vạn Hóa Quy Nguyên Kinh. Không bằng thử một lần, nói không chừng Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển của ta cũng có thể luyện hóa nguyên thần của người khác được. Diệp Húc xuất một bàn tay hướng tới đầu nguyên thần Côn Minh trong đỉnh chụp tới. Tiểu tử, thần thức của ta mạnh mẽ như thế nào chứ? Người căn bản không thể gạt bỏ được. Người dám ăn ta, ta liền chiếm cứ thân thể của ngươi. Ngược lại, gạt bỏ ngươi, thân thể của ngươi sẽ bị ta luyện hóa kìa. Trong đỉnh, đầu Côn Minh đằng đằng sát khí kêu lên. Thân thể của ngươi mạnh mẽ thái quá, gạt bỏ thần thức của ngươi, ta liền có thể đưa nguyên thần của mình nhập vào thân thể của ngươi, luyện hóa ngươi thành thân ngại hóa thân. Sư huynh, ta biết một môn cấm chế tên là Diệt Thần Đại Cấm, có thể xóa nhòa thần thức của nguyên thần. Phượng Yên Nhu cũng nóng lòng muốn thử mà cười nói. Chỉ cần tiêu diệt thần thức bên trong nguyên thần này, mảnh vỡ nguyên thần này trở thành vật vô chủ, tên cường giả hạ gia kia cũng không thể tìm thấy tung tích chúng ta được. Tuy nhiên, ngươi thực sự muốn nuốt mảnh vỡ nguyên thần này vào hay sao? Như vậy quá nguy hiểm, còn không bằng luyện chế thành đan dược thì sẽ ổn thỏa hơn. Tiểu nha đầu ác độc, nữ ma đầu, ngươi phải lúc nào cũng cầu nguyện ngàn vạn lần không được rơi vào tay của ta. Tiểu Quân Minh mắng mỏ không ngừng. Ta là người tốt, ngươi mới là người xấu. Phượng Yên Nhu nhỏ giọng giải thích với hắn. Diệp Húc lập tức bảo Phượng Yên Nhu ra tay, bày ra Diệt Thần Đại Cấm để gạt bỏ thần thức của Hạ Tùng Giang trên mảnh vỡ nguyên thần Côn Minh này. Thần thức của Hạ Tùng Giang bị xóa đi, đầu Côn Minh này không thể kêu gào được nữa mà lặng lặng đứng nguyên tại chỗ. Phượng cô nương, thủ đoạn thật kinh người. Diệp Húc vừa mừng vừa sợ, tán đi chân nguyên đại đỉnh, há mồm đem đầu tiểu Côn Minh dài hơn chục mét này nuốt vào trong bụng. Hắn lập tức vận chuyển Di La Hỗn Nguyên Chân Kinh, luyện hóa mảnh vỡ nguyên thần Hạ Tùng Giang này. Lập tức một cỗ chân nguyên vô cùng khổng lồ từ trong đầu tiểu Côn Minh này trào ra, chạy khắp mọi nơi, tràn ngập tất cả ngõ ngách toàn thân. Đây là chân nguyên của cường giả Hạ Gia Trung Châu, Hạ Tùng Giang, cũng không có liên quan tới chân nguyên bản thân của Diệp Húc. Dầm một tiếng, chân nguyên trắng như tuyết trong cơ thể hắn phun dũng mà ra, từng đạo chân nguyên thuần dương chậm rãi phát ra những tiếng vang vang giòn vang. Chân nguyên này khổng lồ vô cùng, vượt qua giới hạn cất chứa trong thân thể hắn, không thể không bài tiết ra ngoài cơ thể. Chỉ thấy từng đạo chân nguyên trắng như tuyết cuốn quanh hông hắn, giống như một cái đai lưng bằng ngọc, mà sau đầu Diệp Húc thì dựng thẳng lên từng đạo bạch khí không ngừng rung rung. Chân nguyên này giống như bạch ngọc, làm cho hắn gia tăng thêm vài phần yêu dị và hơi thở phóng khoáng. Phượng Yên Nhu khẩn trương nhìn hắn, e sợ hắn bị hai loại chân nguyên khác nhau quấy nhiễu mà tẩu hỏa nhập ma. Diệp Húc trong bụng truyền tới từng tiếng sấm động rầm rầm, chấn động không ngừng, hơi thở của hắn cũng không ngừng được kéo lên, càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng sâu không lường được. Không ngờ sư huynh luyện hóa được chân nguyên dị chúng, sao có thể như vậy chứ? Chẳng lẽ hắn tu luyện chính là Nguyên Thủy Yêu Tông, Nguyên Thủy Vạn Hóa Quy Nguyên Kinh hay sao? Nàng giật mình, cái miệng nhỏ nhắn tròn ra, cảm thấy khó có thể tin được. Qua thật lâu sau, dòng khí trắng phía sau Diệp Húc dần dần mỏng lại, rồi co rút về trong cơ thể. Đai ngọc bên hông cũng biến mất không thấy. Phượng Yên Nhu trong lòng âm thầm đáng tiếc. Kỳ thực Diệp sư huynh mang theo đai lưng mảnh ngọc kia, bộ dạng rất tuấn tú, cha ta mà thấy khẳng định cũng thích cả. Lại qua không lâu, Diệp Húc khá mồm phun ra một đạo không khí không sạch sẽ, phun ra ngoài tạo thành một đạo khí trụ, lắc đầu thở dài mà nói. Nguyên thần của cường giả tam thần cảnh không ngờ cũng có không ít khí thải, không ít cặn bã, làm hại ta chỉ có thể hấp thu được 5 thành tu vi. Cắn nốt mảnh vỡ nguyên thần của Hạ Tùng Giang, tuy rằng chỉ hấp thu được 5 thành linh lực trong đó, nhưng tu vi của Diệp Húc cũng được nâng cao về chất, rõ ràng đạt tới nguyên đan cửu phẩm. 9 đại nguyên đan của hắn no đủ thành thục, chỉ kém một bước liền có thể hóa thành đan thai, tiến vào tam thai cảnh màng thai kỳ. Phượng Yên Nhu âm thầm lưu lưỡi, hiếu kỳ mà nói. Sư huynh, ngươi tu luyện tâm pháp gì vậy? Như thế nào có thể hấp thu nguyên thần của người khác như vậy? Thủ đoạn đoạt lấy tu vi của người khác trong ma đạo cũng không hiếm thấy, như là phương thần tu luyện huyết ma nguyên hồn đại pháp, huyết thần kinh của huyết thần bảo đều có thể đoạt lấy tu vi và tinh khí của người khác hóa thành tu vi bản thân. Tuy nhiên, cắn nuốt nguyên thần của người khác dựa vào tâm pháp như huyết ma nguyên hồn đại pháp lại không thể làm được. Theo Phượng Yên Nhu được biết, chỉ có Nguyên Thủy Vạn Hóa Quy Nguyên Kinh của Nguyên Thủy Ma Tông mới có thể làm được. À, tâm pháp này của ta tên là Di La Thiên Hỗn Nguyên Chân Kinh. Diệp Húc cười nói. Phượng cô nương có muốn học không?
Phượng Yên Nhu vừa mừng vừa sợ, lập tức lắc đầu quậy quậy nói: "Không, đây là tâm pháp của sư môn, ta làm sao mà học được? Vẫn là thôi đi thôi, miễn cho sư huynh bị sư môn bề trên trách phạt." "Đây là tâm pháp trong ngọc lâu của ta, ta muốn truyền cho ai là có thể truyền vậy." Diệp Húc vươn một ngón tay chỉ ra nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của nàng, đem Di La Hỗn Nguyên Chân Kinh áo nghĩa truyền qua hết thảy. Hắn cười nói: "Tu vi của ngươi càng cao, đối với ta hỗ trợ càng lớn. Nếu như tu vi của ngươi đủ mạnh, cơ hội giúp đỡ ta cũng rất nhiều." Hắn huy tay áo một cái, đem 10 khối mảnh vỡ nguyên thần của Hạ Tùng Giang lấy ra rồi cười nói: "Phượng cô nương, ngươi luyện hóa hết thảy những mảnh vỡ nguyên thần này đi. Những mảnh vỡ nguyên thần này không sai biệt lắm sẽ cho ngươi bước nhập vào Tam Dương Cảnh, thậm chí tu vi vượt qua nhị tỷ khổng tước kìa." "Sư huynh, nhưng đây là do ngươi dùng mạng mà đổi lấy." Phượng Yên Nhu còn muốn chối từ, Diệp Phúc đã không cho nàng phân trần, hết thảy nhét vào trong tay của nàng. Hắn cười nói: "Đây là ngươi lên được. Nếu không có ngươi bày ra cấm chế thật mạnh, ta cũng đừng mơ tưởng mà chặt đứt cái đuôi của vị nguyên thần kỳ cao thủ Hạ gia kia." "Phượng cô nương, ngươi sau khi tiến vào Tam Dương Cảnh liền bày ra diệt thần đại cấm, đem thần thức của một người gạt bỏ giùm." Hắn tế khởi một đại đỉnh, chỉ thấy bên trong đại đỉnh 9 đại nguyên đan đang phong ấn 9 đại nguyên thần. Trong đỉnh có một quái vật lớn, côn minh dài tới hơn 10 dặm. Đầu côn minh này là do Diệp Húc một kiếm chém đầu của nguyên thần Hạ Tùng Giang, ước chừng chiếm 2 phần tu vi của nguyên thần Hạ Tùng Giang, chất chứa linh lực vô cùng khủng bố. Phượng Kinh Nhu không hề chối từ, trịnh trọng gật đầu, coi như thực lực của nàng trước mắt cũng không thể bày ra diệt thần đại cấm hùng mạnh được, cho nên cũng không thể gạt bỏ được thần thức của đại vu Tam Thần Cảnh trong mảnh vỡ nguyên thần thật lớn này. Mảnh vỡ nguyên thần bị Diệp Húc phong ấn nhiều côn minh con, tất cả đều trợn mắt nhìn Phượng Yên Nhu, nói nữ ma đầu không ngừng. "Ta là người tốt, không phải nữ ma đầu, người mới là người xấu." Phượng Yên Nhu nhỏ giọng nói, giải thích với bọn họ. Diệp Húc lắc đầu bật cười, để cho nàng đi vào trong Di La Thiên Địa Tháp của mình mà tu luyện, nhanh chóng đem những mảnh vỡ nguyên thần này luyện hóa, tiến vào Tam Dương Cảnh. Phượng Yên Nhu đi vào trong Thiên Địa Tháp của hắn, trong lòng nhảy loạn. "Ta nếu như tu luyện tới Tam Dương Cảnh, chẳng phải nói tu vi của ta và nhị tỷ ngang hàng hay sao? Ta nguyên tưởng đời này đều không thể vượt qua được nhị tỷ được." Lại nói, Hạ Tùng Giang lúc này buồn bực không ngừng. Theo lý mà nói, lấy thực lực của hắn, loại vũ sĩ tam nam cảnh như Diệp Húc này nhiều nhất chỉ cần một kích là dễ dàng gạt bỏ. Tuy nhiên, hắn lại phải chịu thiệt thòi lớn ở trong tay Diệp Húc, không chỉ bị một kiếm chém giết Hạ Tùng Dương, hơn nữa còn chặt đứt nguyên thần của mình, lược đi 3 thành tu vi nguyên thần. Càng làm cho hắn tức giận hơn chính là hắn có thể cảm ứng được từng mảng thần thức trong nguyên thần của hắn, không ngờ đang bị xóa đi. Việc này thuyết minh Diệp Húc lúc này đang luyện hóa mảnh vỡ nguyên thần của hắn, đây tuyệt đối là chuyện tình không thể tha thứ được. 9 đại nguyên thần của hắn chính là cực khổ tu luyện mà thành, vì tề tụ được 9 đại nguyên thần, hắn nhiều lần trải qua trăm cay nghìn đắng, thậm chí không tiếc đi tới nước ngoài tìm kiếm đại yêu tu thành nguyên thần, chém giết đối phương, xóa đi nguyên thần của đối phương. Trong đó một lần nguy hiểm nhất là hắn săn bắt một đầu côn minh đã tu luyện tới đan tam thần cảnh, và lần suýt nữa mệnh tang trong tay côn minh này. Nếu không phải hắn hao phí non nửa tu vi triệu tập ảo ảnh thiên đỉnh chấn tử đầu côn minh kia, nếu không giờ phút này hắn đã hóa thành bộ xương khô rồi. Nguyên thần côn minh chính là một trong những nguyên thần dũng mãnh nhất trong 9 đại nguyên thần của hắn, hao phí không biết bao nhiêu công phu, vài năm tới vài chục năm mới tu luyện ra loại trình độ như hiện giờ. Ai ngờ được một vũ sĩ tam nan cảnh như Diệp Húc lại có thể chạm rơi 3 thành tu vi của hắn. Hơn nữa, làm cho hắn buồn bực chính là đường đường một đại vu tam thần cảnh, một thân tu vi long trời lở đất, nguyên thần thậm chí xé rách hư không, trình độ vô pháp tới đăng phong tạo cực. Một nguyên thần chi bảo, không ngờ còn không bắt được tiểu tử nguyên đan kỳ để cho chạy thoát. "Bất kể ngươi trốn ra làm sao, chạy trốn tới nơi nào, ta đều sẽ băm thây ngươi vạn đoạn." Diệp Húc nhìn bên người, không có một bóng người. Phượng Yên Nhu đã tiến vào trong Di La Thiên Địa Tháp của hắn tu luyện, luyện hóa tiểu côn minh còn cần phải thời gian dài. Đột nhiên có một vị thiếu nữ này bên cạnh khiến hắn có chút không quen. "Không biết Kiều Kiều thế nào rồi?" Hắn đột nhiên nhớ tới người con gái thủy chung bên cạnh hắn kia, trong lòng đột nhiên có loại kích động, rất muốn đi Bích Hoa Cung nhìn một chút. Tuy nhiên Hạ Tùng Giang đang gắt cao đuổi sau lưng Diệp Húc theo không ngừng. Nếu hắn tùy tiện đi Bích Hoa Cung gặp Tô Kiều Kiều, khẳng định sẽ làm cho Bách Hoa Cung tai ương ngập đầu. Tu vi của Hạ Tùng Giang không phải là nhỏ, đừng nói là Bách Hoa Cung không thể ngăn cản, cho dù là đại địch Ngụy Hiên của Diệp Húc gặp phải Hạ Tùng Giang cũng chỉ có đường chết. Người này luyện tới 9 đại nguyên thần, mỗi một cái nguyên thần đều tương đương với chiến lực của Ngụy Hiên.
Nếu là hắn biết được mình với Bách Khoa Cung có tình bạn cũ, chỉ sợ một nguyên thần trong đó nén giận một kích thôi, có thể làm cho toàn bộ môn phái ở Thanh Châu hoàn toàn xóa khỏi thế gian. Hắn nếu như tiếp tục truy đuổi mà nói, chỉ sợ đuổi ta tới tận hải ngoại mất thôi. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy biển rộng mờ mịt bát ngát. Trong thời gian này, hắn tuy rằng mệt mỏi, tránh né Hạ Tùng Giang đuổi giết, lấy tốc độ của Thiên Cơ Tán, khoảng cách với lục địa đã không biết bao nhiêu ngàn dặm rồi. Một tiếng chuông to chuyển tới, ma âm sung đãng quét ngang mọi nơi, mặt biển nhấc lên từng đợt sóng lớn. Sóng lớn hình tròn đánh ra bốn phương tám hướng. Những sóng lớn hình tròn này, từng đạo chồng chất từng đạo, cao tới 100 mét, long trời đất lở, so với sóng thần còn khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần. Đây là tiếng chuông của đại diễn thần chung. Diệp Húc tinh thần rung lên, lập tức nghe ra tiếng chuông quen thuộc, đúng là đại diễn thần chung phát ra ma âm. Ma âm hạo đãng đủ để đánh chết vô số cao thủ nguyên đan kỳ. Khẩu thần chung này so với hắn luyện chế đại diễn thần chung còn muốn cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên, khẩu đại diễn thần chung này tuy ma âm mạnh nhưng không theo kịp thân thể hắn, cũng không thể tổn thương tới nguyên thần của hắn được. Hắn theo tiếng mà đi, bay mấy trăm dặm, chỉ thấy một đạo trường hà dài mấy trăm dặm đang tung hoành trên không trung phía trước, đỏ thẫm như máu, cuồn cuộn chạy trồm. Một đạo cung điện tọa lạc phía trên tản mát ra một cỗ hàn khí dày đặc. Một đại hán tóc đỏ đứng ở bên ngoài cung điện, khống chế huyết hà điên cuồng dũng mãnh về phía trước, không biết đang đuổi cái gì. Minh Hà giáo chủ. Diệp Phúc trong lòng cả kinh, chỉ thấy đạo Minh Hà này đang đãng mênh mông, mà vị đại hán tóc đỏ kia đúng là Minh Hà giáo chủ, một giáo chủ ma giáo đại phái phía bắc Đại Tần. Minh Hà giáo không phải là một đại phái cao nguyên phương bắc hay sao? Tại sao lại chạy ra biển rộng như thế này đây? Diệp Phúc trong lòng tò mò vạn phần. Minh Hà giáo tuy rằng là một đại phái nhưng ở xa xôi, ở tận phương bắc Đại Tần, nơi này lạnh khủng khiếp, người ở đây rất thưa thớt, bởi vậy địa vị trong ma đạo không thể theo kịp tam cung lục phái. Nhưng giáo phái này thực lực cũng không kém, trong đó Minh Hà giáo chủ là một cường giả đứng đầu ở trong đó. Năm đó trong đại mạc Tây Hoang, Thiên Chỉ phái Tào Húc Dương được trọng bảo của Tây Hoàng Thiên Sơ Thanh Viện Đồ. Tào Húc Dương cầm trọng bảo trong tay, giết rất nhiều cao thủ cấp giáo. Tuy nhiên Minh Hà giáo chủ chấn vang đại diễn thần chung, tiếng chuông vang lên, Tào Húc Dương liền hóa thành tro bụi. Đáng tiếc chính là lúc này cường giả Trung Châu Họa Gia ra tay triệu tập bảo ảnh thiên đỉnh, một kích thôi đã đánh nát đại diễn thần chung, cướp đi Thiên Sơn Thanh Điện Đồ. Lúc đó Minh Hà giáo chủ toàn thân trở ra, mà khi đó một khối đại diễn thần chung mảnh vỡ dừng ở trước người Diệp Húc, làm cho hắn chết đi sống lại. Sau đó Diệp Húc lại dựa vào một khối mảnh vỡ thần chung vượt qua một lần kiếp nạn, thậm chí chính mình cũng luyện chế đại diễn thần chung. Tuy nhiên đây là chuyện đã lâu, hiện giờ Diệp Húc đúng là không nhìn vào mắt uy lực của đại diễn thần chung nữa, sớm đem thần chung ban tặng cho Hoàng Sán. Nghe nói Minh Hà giáo chủ sớm đã là cường giả tam thần cảnh, một đạo trường hà kia đó là Minh Hà giáo bất diệt chi bảo. Diệp Húc có chút hiểu biết đối với Minh Hà giáo. Minh Hà giáo nghe nói có lai lịch cực kỳ xa xưa, có thể ngược dòng tới thời kỳ viễn cổ. Lúc ấy viễn cổ tiên nhân tổ kiến ra thiên đình, trong thiên đình có một đạo thiên hà dài tới 8 triệu dặm, từ trong thiên hà chảy xuống rớt vào địa ngục, chảy dài 18 tầng địa ngục tạo thành lục đạo luân hồi. Một đoạn sông lớn trong địa phủ này được gọi là Minh Hà. Sau khi lục đạo luân hồi tan biến, Minh Hà cũng bị người đánh nát. Một vị vu sĩ ma đạo thượng cổ đoạt được một đoạn, luyện thành vu bảo, sáng tạo ra Minh Hà giáo. Thời kỳ hưng thịnh không chút thua kém Hoàng Tuyển Ma Tông chút nào. Tuy nhiên vị cường giả ma đạo khai sáng ra Minh Hà giáo không trở thành vu hoàng, không có thể luyện chế Minh Hà thành cấm bảo, Minh Hà giáo cũng bởi vậy mà dần dần xuống dốc. Một đại phái nếu không có cấm bảo chấn giáo số mệnh, kinh sợ quần hùng, xuống dốc là chuyện sớm hay muộn. Minh Hà giáo chấn giáo chi bảo Minh Hà là một kiện bất diệt chi bảo, tự nhiên không thể so với Hoàng Tuyển Ma Tông hay Trung Châu Hạ Gia được. Minh Hà giáo lạnh khủng khiếp, Minh Hà giáo chủ sao lại đi xa tới hơn 10 vạn dặm để tới nơi này đây? Diệp Húc trong lòng buồn được vạn phần, chỉ thấy Minh Hà giáo chủ khống chế trường hà dài mấy trăm dặm rít gào đi trước. Đột nhiên chỉ nghe thấy tiếng sập sập phía trước, trên mặt biển xa xa đột nhiên hiện ra hai đạo hào quang trắng như tuyết, hai đạo bạch quang huy hoàng như trụ dài tới trăm dặm cắt ngang qua biển rộng mà đi. Bạch quang đi tới nơi nào mây trắng đều bị khai mở, sát khí bao trùm phía trên bầu trời cũng bị mở ra, vô số sát khí trong nháy mắt bốc hơi hết sạch. Kim tinh khí thật khổng lồ, Minh Hà giáo chủ đuổi theo chính là kim tinh khí đồng tử. Diệp Húc kinh hô một tiếng, hai đạo bạch quang này rõ ràng là ánh mắt của kim tinh đồng tử chạy trốn khỏi kho báu trong vạn cổ ma vực.
Kim tinh đồng tử chính là một khối kim tinh khí bị nhốt bên trong trụ quang đại trận, tu luyện thành yêu. Ánh mắt của nó đảo qua nơi nào, thậm chí cả cường giả tam thần cảnh của Nguyên Thủy Ma Tông cũng bị chém giết nguyên thần, mệnh tăng tại chỗ. Thân hình của kim tinh đồng tử chính là tài liệu luyện bào vô thượng, tiếp cận ngũ hành kim khí. Diệp Phúc trong tay có một đạo kim tinh kiếm khí, là lấy được từ trong tay của Úc Khánh Sơn. Một kiếm chém xuống, thậm chí ngay cả nguyên thần của cường giả Hạ Tùng Giang cũng bị hắn chém được. Có thể thấy được kim tinh khí có uy lực to lớn như nào. Kim tinh đồng tử, cả người đều là kim tinh khí tạo thành, khó trách Minh Hà giáo chủ bị hấp dẫn như vậy. Diệp Phúc thầm nghĩ. Xẹt, một cái đầu thật lớn từ trong không trung rơi xuống, nện vào trước ngực của Diệp Phúc. Đây là một đầu kim mao bạo viên, đầu lớn như núi, bốn cái răng nanh của nó dài mấy chục mét, hai con mắt như hai hồ nước bạc. Đầu kim mao bạo viên này hẳn là bị kim tinh đồng tử chém giết. Tuy rằng cái đầu cự yêu này đã chết, chỉ còn lại cái đầu, nhưng vẫn tản mắt ra hung uy, làm người ta không lạnh mà run. Diệp Húc tế khởi thiên cơ tán, hóa thành một thanh trường đao, hung hăng bổ tới. Chỉ thấy ánh đao dừng trên đầu bạo viên, tuôn ra một chùm ánh lửa hoa. Bạo viên này tuy rằng đã chết, nhưng da lông của nó vô cùng cứng, ngay cả thiên cơ tán cũng đừng mơ tưởng bổ ra được, khiến nó bị thương được. Đại yêu tam thần cánh bị kim tinh đồng tử chém giết sao? Diệp Húc rút ra một ngụm lãnh khí. Đầu kim mao bạo viên này thân thể vô cùng mạnh mẽ, hẳn chính là cường giả từ hoang dã tới, muốn thu đi kim tinh đồng tử, thế nhưng lại bị đối phương xạ kim khí bắn chết, diệt sát nguyên thần và thân thể, mệnh tang nơi biển rộng. Đầu của kim mao bạo viên là một kiện vũ bảo không tồi. Tống Cao Đức thích sưu tầm thi thể, cho hắn nhìn thấy cái đầu này, hắn khẳng định là rất thích. Diệp Phúc tế khởi Di La Thiên Địa Tháp, thu cái đầu to như núi này vào bên trong. Trong thiên địa tháp bỗng truyền tới tiếng kêu sợ hãi, chắc là Phượng Yên Nhu bị cái đầu kim mao bạo viên này làm cho hoảng sợ. Cô gái này vội vàng trốn đến tầng thứ hai của bảo tháp, kinh hồn phủ định. Diệp Phúc luyện chế tòa bảo tháp này tuy rằng chưa hoàn toàn hoàn thành, còn khiếm khuyết một loại tài liệu quan trọng là tức nhưỡng, nhưng vô tình cũng có vài phần công hiệu như ngọc lâu. Mấu chốt nhất chính là không gian bên trong Di La Thiên Địa Tháp cũng đủ lớn, đừng nói là cái đầu của kim mao bạo viên, cho dù là vài ngọn núi cũng bỏ được vào, dư giả là khác. Hắn đi về phía trước, chỉ thấy biển rộng một màu đỏ sậm, rõ ràng là bị máu tươi nhiễm hồng, trong lòng liền thất kinh. Xem ra người tính toán thu kim tinh đồng tử cũng không ít, không chỉ có Minh Hà giáo chủ và kim mao bạo viên hai người này. Đáng tiếc nhiều cường giả như vậy mà lại chết thảm dưới ánh mắt của kim tinh đồng tử. Đối với kim tinh đồng tử này, Diệp Phúc cũng có vài phần mơ ước. Tuy nhiên lúc này với công kim tinh đồng tử hiển nhiên là những tồn tại mạnh mẽ cực đoan đến đáng sợ. Hiện tại sau lưng của hắn lại có Hạ Tùng Giang đuổi giết, hắn cũng không muốn có thêm một đám cường giả tam thần cảnh khác đuổi theo sâm mông hô chém hô giết. Hắn đang muốn rời đi, đột nhiên nghe thấy xa xa chuyển tới từng tiếng hoang hô vang trời. Viên Thiên Công quả nhiên là lợi hại, vừa ra tay đã chém được kim tinh đồng tử này rồi. Không tốt, kim tinh đồng tử muốn chạy trốn sao? Danh con này đầu lớn thân nhỏ, một cái đầu chiếm tới 2-3 phần thân thể, nếu bị hắn chạy trốn, những cao thủ vây công khẳng định là sẽ chết kìa. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo bạch quang thẳng hướng Minh Hà giáo chủ mà đi, đúng là kim tinh đồng tử. Minh Hà giáo chủ vui mừng quá đỗi, vội vàng phóng người lên, mắt vào trong tay. Đột nhiên trên mặt biển xuất hiện một vật thể vàng óng, lóng lánh, hung hăng đập thẳng vào hắn. Dường như trời cũng có thể bị đè sụp bởi một kích này. Minh Hà tiểu nhi, ngươi cũng dám tranh với ta sao? Minh Hà giáo chủ hú lên quái dị, vội vàng bỏ cái đầu xuống, tế khởi Minh Hà, chống lại cái trụ lớn màu vàng bị chấn văng ra bên ngoài, nhanh chóng kêu lên. Viên Thiên Công, ta đã ném cái đầu kim tinh đồng tử ra rồi. Hai đại cường giả chiến đấu, Diệp Húc ngơ ngác nhìn hai tay mình, chỉ thấy trên tay hắn là một cái đầu trắng như tuyết, chỉ có hai mắt, không có miệng mũi. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 13 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.